Dopamine là chất dẫn truyền thần kinh có điều kiện. Chúng là chất dẫn truyền thần kinh tăng cường tích cực. Chúng sẽ phát tín hiệu rằng, cảm giác thật sung sướng, tôi muốn nhiều hơn nữa. Serotonin thì ngược lại, chúng là chất dẫn truyền thần kinh cho biết cảm giác này rất tốt, tôi không muốn hoặc không cần thêm nữa. Đây rõ ràng là hai điều khác biệt. Và vấn đề là, nếu bạn không nhận ra sự khác biệt này, bạn sẽ tiếp tục cố gắng tự thưởng cho bản thân. Có một thành phần thiết yếu thứ ba tác động lên tiến trình này. Nó được gọi là cortisol. Cortisol là hormone gây căng thẳng. Và công việc của cortisol là gì? Điều đặc biệt quan trọng trong câu chuyện là nó tác động lên phần não này của bạn, ngay đây. Phần ngay sau trán, ngay phía trên mắt của bạn, gọi là vỏ não trước trán. Vỏ não trước trán là phần não giúp bạn không làm những điều ngu ngốc. Tôi gọi nó là phần chú dế Jiminy của bộ não, giống như trong phim Pinocchio. Tóm lại, nếu vỏ não trước trán của bạn bị rối loạn chức năng, bạn sẽ không thể thấy được viễn cảnh. Bạn chỉ sống với cái trước mắt thôi. Rối loạn chức năng vỏ não trước trán là thứ sẽ biến một con người trở thành một con thằn lằn. Không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra, tôi cần tự thưởng cho bản thân ngay bây giờ. Do vậy, không có khả năng ức chế cảm giác tự thưởng đó một cách có nhận thức. Và điều đó càng thúc đẩy dopamine thậm chí còn nhanh hơn. Và hậu quả là dẫn đến cái chết của tế bào thần kinh. Như vậy, sự kết hợp của dopamine và cortisol sẽ dẫn đến nghiện. Phần thưởng là điều tốt. Phần thưởng đi kèm với căng thẳng thì không. Và đó là xu hướng hiện nay, chứng căng thẳng kinh niên. Và càng căng thẳng thì càng khiến bạn muốn nhận được phần thưởng do bộ não thằn lằn này sai khiến. Và cứ thế, nó dẫn đến nghiện. Về phía các serotonin, căng thẳng kéo dài cũng là hiệu ứng từ các cortisol. Nhưng các serotonin liên kết với thụ thể của chúng để ức chế dẫn truyền đến tế bào thần kinh kế tiếp. Vấn đề là thụ thể serotonin bị lấn lướt bởi các cortisol. Cho nên, khi có ít serotonin hơn, ít thụ thể hơn, thì biểu hiện sẽ là trầm cảm. Do vậy, nghiện và trầm cảm sẽ đi cùng với nhau. Một bên do kích thích dopamine, một bên do thiếu hụt serotonin, đi kèm với sự hiện diện của cortisol, đi kèm với căng thẳng mãn tính. Vì vậy, căng thẳng mãn tính được xem là nguyên nhân gây ra hai nỗi khổ lớn này của con người. Có một hệ thống phần thưởng. Hệ thống phần thưởng đó khá quan trọng. Nếu không có phần thưởng, bạn sẽ không có động lực bước ra khỏi giường. Bạn thực sự nằm trên giường và chết. Đó là điều sẽ xảy ra. Và điều đó đã được thử nghiệm ở động vật chuyển gen. Người ta loại bỏ cơ chế phần thưởng và những con vật đó không còn ý chí sống. Chúng ta cũng vậy, cần phần thưởng để có thể thức dậy vào buổi sáng, đi làm, kiếm sống, mang tiền lương về, ăn uống, vân vân. Vì vậy, phần thưởng là yếu tố sống còn của các loài. Bạn không muốn làm điều gì đó nếu không có phần thưởng. Tuy nhiên, phần thưởng và sự hài lòng không hề giống nhau. Phần thưởng và cảm giác sung sướng là đồng nghĩa, sự hài lòng và hạnh phúc là đồng nghĩa. Nhiều người trong chúng ta vẫn nhầm lẫn hai khái niệm này với nhau. Sung sướng và hạnh phúc. Tôi nhận ra có 7 điểm khác biệt giữa hai khái niệm này và mọi người cần hiểu rõ những khác biệt này để có thể thấy rõ như hai mặt của đồng xu. Một mặt là thế giới và một mặt là cách họ bị thế giới thao túng và khiến họ đau khổ. 7 sự khác biệt đó như sau. 1. Sung sướng có tính ngắn hạn, giống như một bữa ăn. Hạnh phúc có tính lâu dài, giống như một đời người. 2. Sung sướng là cảm giác vật chất, chúng ta có thể cảm nhận trên cơ thể của mình. Hạnh phúc là vô hình, một loại cảm giác phi vật chất. 3. Sung sướng là sự thâu tóm, như chơi ở sòng bạc.
Hạnh phúc là sự ban tặng như môi trường sống cho nhân loại. Thứ tư, sung sướng đạt được trong sự đơn độc, giống như bánh sô-cô-la. Hạnh phúc đạt được trong sự cộng hưởng, giống như một bữa tiệc sinh nhật. Năm, sung sướng có thể đạt được bằng chất kích thích, ví dụ như cocaine, heroin. Hạnh phúc không thể đạt được bằng chất kích thích. Thứ sáu, sung sướng tột độ, cho dù là do chất kích thích hay do hành vi, các chất như cocaine, heroin, nicotine, rượu, chất ngọt, hoặc các hành vi như mua sắm, cờ bạc, mạng xã hội, game online, nội dung khiêu dâm. Khi ở mức cực đoan, đều trở thành nghiện. Luôn có cụm từ người nghiện sau mỗi hành vi, như người nghiện mua sắm, người nghiện tình dục, người nghiện rượu, người nghiện sô-cô-la, v.v. Nhưng không có điều tương tự đối với hạnh phúc. Và thứ bảy, có lẽ là điều quan trọng nhất trong cuộc trò chuyện này. Sung sướng là dopamine và hạnh phúc là serotonin. Hai chất dẫn truyền thần kinh khác nhau ở hai vùng khác nhau của não, hai con đường điều tiết khác nhau, hai cơ chế hoạt động khác nhau, hai động lực khác nhau. Bạn có thể thắc mắc tại sao chúng ta cần quan tâm. Đây là lý do. Dopamine là chất kích thích dẫn truyền thần kinh, và dopamine liên kết với thụ thể của nó. Tế bào thần kinh kế tiếp bị kích thích, kích hoạt các thụ thể khớp thần kinh. Tế bào thần kinh thích được kích thích, thích được cù lét, nhưng không hề thích bị bầm dập chút nào. Sự kích thích quá độ kéo dài ở bất kỳ tế bào thần kinh nào trong cơ thể đều sẽ làm chết chúng. Lý do là bởi vì các tế bào thần kinh hoạt động rất tích cực về mặt trao đổi chất, và sự dẫn truyền thần kinh buộc quá trình trao đổi chất diễn ra dữ dội hơn. Nếu bạn cứ tiếp tục duy trì và duy trì, thì tế bào thần kinh đó cơ bản sẽ bị kiệt sức và chết. Do đó, tế bào thần kinh ở khớp thần kinh sau, với các thụ thể dopamine trên đó, nó cảm thấy bị đe dọa, do đó sẽ hình thành một cơ chế bảo vệ để không bị áp đảo. Chúng sẽ điều giảm thụ thể dopamine. Do đó, bạn biết đấy, mặc dù bạn có rất nhiều phối tử, rất nhiều phân tử dopamine, nhưng lại có ít thụ thể. Điều đó có nghĩa là có ít khả năng để bất kỳ phân tử nào tìm thấy thụ thể hơn. Và điều đó có nghĩa là bạn ngày càng cần nhiều hơn để nhận lại được ít hơn. Và đó là hiện tượng mà chúng tôi gọi là sự dung nạp hay bị lờn. Dopamine dẫn đến sự dung nạp. Và khi những tế bào thần kinh đó thực sự bắt đầu chết đi, triệu chứng nghiện xuất hiện. Serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh khác, nó tạo ra sự ức chế. Nếu bạn đang ức chế hệ thần kinh, nếu bạn đang ức chế dẫn truyền tới tế bào thần kinh kế tiếp, bạn có cần phải điều giảm thụ thể không? Không. Bởi vì bạn sẽ không làm cho tế bào thần kinh bị chết do sự kích thích quá độ. Vì vậy, không có gì gọi là quá liều đối với hạnh phúc. Nhưng có một thứ làm giảm điều tiết serotonin, chính là dopamine. Vì vậy, bạn càng tìm kiếm sự sung sướng, bạn càng đánh mất đi hạnh phúc. Và nếu bạn không nhận ra sự khác biệt giữa phần thưởng và sự hài lòng, không nhận ra sự khác biệt giữa sung sướng và hạnh phúc, và bạn bị dẫn dắt sai lạc bởi các khẩu hiệu quảng cáo như bật nắp Coca-Cola, bật nắp hạnh phúc, hoặc bạn biết đấy, bất kỳ loại khẩu hiệu hay hình ảnh nào đã đi vào từ điển trí nhớ của chúng ta rằng bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi sử dụng chất này, chất nọ. Thật đáng tiếc cho sự nhầm lẫn này, và bạn biết đấy, chúng sẽ gây ra một số hậu quả cho bạn. Nó đã và đang ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người, đặc biệt trong 50 năm qua, như bạn biết, do ảnh hưởng của quan hệ công chúng. Và bây giờ, bạn biết đấy, Internet đã chiếm lĩnh và tiếp tục sự ảnh hưởng đó.